cây chỗ cây đó mà cũng như cũng làm biết con làm đó đó. Cây đó đó. Cái cộng quá ha. Ừ, có người chơi chơi nữa đó. Có làm sao lại bắt con. Thì đó mà bắt hoài không được của con người thằng thằng lẫn lên bắt. Chín mùa lại luôn. Vườn này quá trời ngon. Ăn đi. Cậu quá trời ngon luôn mà. Nó thấy cu trời. Dựng lý tưởng quá, không có cu nào chăng. Đi đâu hết rồi. Ông xui cũng mê cu quá. Cứ thằng gã chú. Úi, trời. Nó đeo đây là có nè, có nó đeo nè. Tại nó chơi là trên nó bắn con cu bẹo đó là nó gắt không có gì. Nó thẳng nó luôn á. Cu bẹo nó hút mà mồi lắm không chơi nè. Không phải nó hay gì, cái gái xuống đi lửa, cái gái xuống đi lửa. Cái nó xuyên gái hả? Ừ, nó xuyên gái. Rồi nó bắn nó ăn bẹo đó, nó gắt. Xua rồi, tụi con nè. Đứng cục đất bò không à? Kèo này là kèo mấy giờ đây không biết. 11 giờ. 11 giờ trưa ra dưới ruộng cầm bẫy. Nắng này cũng không dữ không, có gió không được. Để cái máy đây đi. Mưa này cung thủ ngồi trùm hổm cái rồi. Ờ,
đó bơm á cát á nền nhà là mình nó sợ nó vô là bẻ, mình là phải bơm nước hoài, tự mình bơm hoài. Ê mưa cô thủ ngồi chùm hổm đi cái không nó vô cát rồi máy bơm nước mình phải bơm hoài luôn, ngập ngập cho nó rút rút hoài. Không, đừng nghĩ vậy không rồi sai lầm. Cái nhà này nếu mà sau này mà tôi làm cái nếu mà nó như vậy là tôi chỉ đổ hai vàng đài mua một vàng đài đầu tiên phải không? Cái vàng đài đầu tiên mà ông chạy theo hành cột phải không? Đổ đầu nổ lên một cái đà nữa ông bẻ cái tú á, bẻ bẻ tay kia cái tú á không? Ông đổ lú lên tịnh như là phát cái nha, cho cái tay kia lú lên như này, luồn sắt. Nói gì cuốn dĩ, nói làm gì? Ba đó một cây rồi, cứ làm như là vui cái đó đậu dĩ, nói gì nữa? Ba thấp vô nè, mổ một cái, một cây cụ, tại nó không lúng hay mày nói đậu dĩ hả? Có đâu, nhà bằng cái bụng nhà không làm như 300 mấy cây chắc. Ba trời ơi, chứ cái đậu dĩ. Chính vì nói là mình không đậu dĩ á, nó bơm cát cái đó là mình đẻ, nó phải làm cái xe rút. Con sống hả, cắt tường nhét vô, chấm răng vô mà